Hiện tại thì trời cũng đang chuyển mưa rất là đen cả nhà. Đây nè, chuyển mưa đen xì ở phía trước mặt cả nhà đó. Con đường mà đưa tí xíu nữa, đưa em Diễm về á, mà coi như là đi bằng cái con đường bộ đường đất này nè, thì thực sự là rất là nguy hiểm luôn, rất là khó đi. Gặp trời chuẩn bị đang mưa rất là lớn nữa. Đó, Hải cùng với anh em đang đi phía sau á, hình như phải đi bộ vô gửi xe tích tích ở bên ngoài xa kia cả nhà. Đó, mình muốn đi bộ vô trong này để quay và chia sẻ cho cả nhà. Có thể rằng là cái hướng di chuyển sẽ đi bằng cái con kênh bên hông này nè cả nhà. Bỏ lên cái giỏ xong rồi là đẩy đi. Rồi phía bên trong nhà thì không biết từ hồi sớm mơ tới bây giờ là cái công tác chuẩn bị như thế nào rồi. Thì bây giờ hãy vào để hãy cập nhật cái thông tin để tí xíu nữa chia sẻ lên cho cả nhà xem được biết rõ hơn nha cả nhà nha. Và như những cái video mà hãy chia sẻ lên cũng mong rằng sẽ nhận được cái sự đồng cảm và cái sự sẻ chia của tất cả các cô chú anh chị. Mình nhín một bữa ăn sáng, một bữa uống cà phê, một gói thuốc để coi như là hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình em Diễm cả nhà nha. Thì bây giờ hãy xin mời cả nhà mình hướng mắt vào phía bên trong để đi vào phía bên trong xem thử như thế nào nha cả nhà. Nó không có sợ gì mà con sẽ nuôi lại. Dạ. Dạ, con cảm ơn con nhiều lắm nha. Cố gắng lên mọi người. Thì cái chuyện thì nó cũng đã rồi, thì giờ mình phải tập trung vào để lo cái tang lễ cho em cho nó được chu đáo không, nên là cũng kìm nén cái mẹ của Diễm thì giờ nói chung là cũng bối rối lắm rồi. Thì cũng nhờ vào các cô các chú đang còn tỉnh táo đồ để lo cái công việc cái hậu sự của em. Dạ thì cũng vì có như đồng tiền bát gạo mà phải cái như tha phương cầu thực thì không may nó bị như vậy thôi mà cô. Cô khóc từ sáng đến giờ rồi, giờ là cái như cô khóc từ sáng đến giờ rồi. Nó là những cái giọt nước mắt là coi như đổ cái từ sáng đến giờ rồi, chắc là coi như đi ra ngoài tại hòm là chắc là coi như cũng khóc vật vã ở ngoài đó rồi, giờ về đây là những biết vậy. Không, nói chung là khi mà nghe được cái tin mà người nhà đã nhận ra được cái thi thể á, thì vận chuyển về á, thì đợt đám 28 rồi luôn, tao yeah. Lo hậu sự cho em cho đủ đó. Yeah. Chứ mình có một cái ở đây là mình không có điện đài nè, người ta không có trang trí cho em được đàng hoàng như người kia. Có điện đài tao mới phát điện câu điện được. Đúng rồi. Còn mình không có điện đài thì tao cũng làm đơn sơ, mình cũng làm cho cháu y nghỉ vậy thôi, chứ không có điện đài. Thì là làm cho nó có cái thủ tục đầy đủ vậy thôi. Thủ tục đầy đủ cho em vậy thôi. Điện thì có một cái tấm năng lượng này thì chỉ yếu là thắp được hai cái đèn này thôi. Còn phía ngoài rạp á, là phải dùng bình. Đấy, mà bình nhá thì coi như được mới có 3-4 cái thôi mà chưa đủ. Thì đâu có đi xa, có đồ điện thì đâu có đi xa, đâu có gặp được chuyện không hồng gì. Mà bé đi từ lúc 8 tuổi cô ha. 8 đi tuổi đi với cha với mẹ nó đó, rồi nó giữ em. Nó lớn rồi nó giữ em, nó nhỏ em, nó còn nhỏ nó giữ em. Rồi em nó giờ đi học rồi, nó đi mới mằng đó, đi mằng cũng như nó chưa đủ tuổi. Vô công ty điện gì, quán điện gì đó, rồi cũng ở ngoài chứ người ta đâu có chơi vô công ty đâu. Rồi có làm bữa có bữa không rồi đó, mới vô đây có 3 ngày đó, nghe tin vậy đó. 3 ngày rồi, cũng ở đâu cha mẹ với cô chú đồ đâu có biết nó làm trong cái quán đó đâu, nhờ bạn đó đó. Chị nói đó mới biết, chứ đâu có biết nó đâu, làm vô đó vậy đâu. Xui quá. Chứ phải làm mà đó tới giờ sao, nó nhỏ quá chú ơi, nó nhỏ thì quá. Mới có 16 tuổi mà. Nó có 16 tuổi. Nếu như mà bình thường như các đứa trẻ khác là đang cắp sách tới trường. Thì vậy, cho người ta có tiền. Còn đằng này á, là coi như phải theo cha theo mẹ đi từ lúc 8 tuổi đến bây giờ.
lên trên đó là coi như phải giữ em như đồ là coi như cái khi coi như em đi học em đi học rồi mới đi làm, cha mẹ khổ mới đi làm tiếp kiếm tiền cho cha mẹ, phụ cha mẹ cho em đi học. Cái động này mà cắt ra chú đó này mà cắt ra ngang đây nè, rồi mày nói vô mày cắt cả hai thứ mày treo lên đó. Chỉ có khổ được một cái là cái khi mà cái giờ này á, nằm xuống á, mà không có nhà để về á, đó là cái mà đúng thực sự là coi như cảm thấy là xúc động nhất. Như bọn con mà làm cái chương trình này á, là cũng không cầm được cái nước mắt khi mà coi như bảo là nằm xuống mà không có nhà về. Cha mẹ nó ở đây là cũng có hộ nghèo đó, mà theo lẽ người ta nói gì nè, đi làm chứ phải ở nhà thì người ta xét cho, ta nói đi làm ta xét cho mà cũng không được cái gì hết chứ. Thì giờ thì nhà cửa thì không có, còn có một cái mảnh đất trống như vậy thì chị ơi, chị cho em hỏi thăm á, em là người đến sau đấy, em không biết chị là như thế nào của nó. Đi ruộng nó cũng theo tôi, nó theo tôi xác luôn. Nói cô nhóc mà không cô nó theo có ngân tôi. Cái ngày mà đi nhận thi thể của Diễm là cô Mười có trên đó không? Đâu có lên được đâu, ở dưới nhà nghe. Điện không ở đây nè, tôi cũng sống như vậy này, đâu có đi thành phố. Đâu có đi thành phố với cha với mẹ nó với mà anh nó làm chảnh. Tôi không có đi tới chảnh nữa, tôi chưa biết cái chỗ đó làm sao nữa. À, con là một trong những người mà con đã từng trò chuyện với người thân của gia đình của Diễm. Tại con đã trò chuyện với Lượng ấy, ở bên bệnh viện đa khoa Thuận An đó. Dạ. Dạ. Thì không cô Mười có thể kể giùm con biết được sơ về gia cảnh của Diễm không, như là bố mẹ hay Diễm có anh em gì không? Diễm thì nó đời bực ba anh chị em, một đứa chị với thằng em, với nó nữa là nhà có ba nè, ba chị em đó. Nó có ba chị em đó, rồi em nó đi học rồi nó mới đi làm đó. Chị thì có chồng rồi, cũng khổ đi chảnh mặn không à, chứ không có ai về đây. Đi chảnh mặn anh rể chị gì cũng đi chảnh mặn hết trơn á, không ai ở nhà hết trơn á. Tại mình khèn khổ quá. Vậy chứ mấy cậu thấy đây nó hộ nghèo, nó đâu có khổ, mình khổ người ta xét cho hộ nghèo rồi còn gì nữa, là mình khổ mình mới đi làm ở xa đó. Thằng em tôi nó, thằng nó khổ thiệt mà, con nó mới hồi lúc đó 4 người lận đó, đi chăn dịch, đi dị dịch, đi xứ người ta cũng té với xong chết, nhỏ này cũng chết. Rồi công việc chính của bố mẹ của Diễm làm gì cô Mười? Mẹ nó đi làm gỗ, xưởng gỗ, vô cha nó bên hàng đi gỗ. Rồi cha nó lên làm bên gì hàng, bên cái sắt đó. Vậy là kiểu cơ khí rồi đó. Cơ khí. Cô Mười cho con hỏi là, tức là con trò chuyện với Lượng á, Lượng nói con là Diễm năm nay 17 tuổi mà ở nhà kêu là 16 tuổi, là tính xác tuổi của Diễm là bao nhiêu tuổi cô Mười? Nó tuổi tay cũng như mình ở nhà là mình cái tuổi mà theo giấy tờ khi mà ở chỉnh tập đẩm liền công an hậu ghi hồ sơ là 16 tuổi. 16 tuổi đây mình tuổi theo giấy tờ, còn ở nhà là tuổi ta. Tuổi ta là 17 tuổi. Đúng rồi. Tên mình đẻ ra là mình tính tuổi rồi, người ta một năm rồi ta mới tính tuổi nữa. Bình thường ở chỉnh khi mà công an họ lập hồ sơ những nạn nhân thì họ ghi theo giấy chứng minh đúng rồi. Giấy chứng minh của mình là năm sanh của mình đó, ta lấy năm sanh của mình. Tức là gia đình của bé Diễm đây á, là hầu như là bố mẹ cũng đều lên Bình Dương sinh sống lập nghiệp luôn. Đi con có nghe con rồi. Đi lâu rồi. Con nhớ thời điểm mà lúc mà Diễm chuyển sang làm bên quán đó, là tức là Diễm giấu gia đình luôn rồi. Giấu, họ nói đâu cho hay đâu, bị gì nó nói là nó đi làm công ty với bên công ty gì mà điện với điện mình gì nè. Quấn điện gì đó, đó nó nói vậy đó. Rồi cha mẹ nó nghĩ là nó đi làm công ty đó thôi. Rồi mấy ngày nay đó, nó công ty nó con gỡ bạn nó là công ty không có hàng gì đó. Rồi sao? Với nó còn nhỏ nó nghe lời ta, nó vô đó nó làm đó. Cái nhà đâu có biết nó đi vô đó làm đâu. Nó không có biết vô đó làm. Nó thấy đi làm không có tiền đó, nó sao nó vô đó đó, bởi vì không hay, không biết là con mình vô. Xui khiến gì đâu mà bé mới làm được 3 ngày. Rồi bởi vậy đó. Chỉ mới có 3 ngày. Mới có 3 ngày. Cái là giấu gia đình chứ là giấu. Muốn làm đứa tên đó, đó giấu đó. Rồi người em trai của Diễm là năm nay bao nhiêu tuổi? Mới có 8 tuổi à. Có ở đây luôn không? Đi ở chỗ cha mẹ đi hết luôn, họ đâu có ở đây đâu.
đi hết nguyên gia đình luôn đó. Rồi nhà này hiện tại là giờ ai đang ở? Nhà của thằng em Út nè. Ừ, nhà của nó sập và dở rồi đó. Tức là hiện tại bây giờ là đang nhà ở nhà của bố mẹ. Ừ, tức là đám tang của Diễm là làm nhà trên đất của ông bà. Nhà chứ nhà nội, không có nhà. Không có nhà đó. Ui giời ơi sao mà thương thế. Sao mà khổ thế trời. Ôi, Mười ơi, cho con Mười giữ bình tĩnh với Mười nha. Mười giữ bình tĩnh nha. Mười giữ bình tĩnh, Mười trò chuyện thêm con ít câu nha Mười nha. Tức là lúc mà lễ động quan và an táng của bé đó, thì hiện tại bây giờ nhà đã có chỗ chôn cất cho bé chưa? Có, ở sao nằm sát mà nội nữa gì đó, tôi chưa có ra nữa. Chứ ông nội nó nói như nằm chơi nằm sát mà nội nữa gì đó. Má tôi bấm mất rồi. Và gia đình mình có sắp xếp mà cái thời gian an táng cho em chưa cô? Rồi đó mới đi coi về đó. Là cũng như là 10:19. Dạ, ngày 19 phải không con? 10:19 phút hay là 10 giờ ngày 10? Ngày 19 á, 10 giờ là mình lúc 10 giờ ngày 19. 10:19 âm lịch 16 rồi. Dạ. Tức là ngày thứ tư. Thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau. Đúng rồi. Thứ tư tuần sau. Bữa nay 16 rồi đó, qua rồi đó. Mai mới 17. Ngày 16 rồi ông nội. Ngày 16. Bữa nay 16. Ngày 16. Vậy là thứ tư rồi. Lúc 10 giờ sáng. Là đất đó là đất ông bà mình luôn. Đất của ông nội đó. Cũng may mắn là vẫn còn đất gần ông nội. Trời ơi, sao nhìn nhà mà thảm quá. Tức là Diễm là không có nhà, có cửa gì luôn. Gia đình Diễm là không nhà. Là chung suốt mười mấy năm trời là toàn ở nhà thuê không. Không có đất, không có gì ruộng vườn gì luôn. Ôi trời ơi. Nhà nó đi, nhà nó sập, nhà lá mà. Tức là ngày xưa là có cái nhà bên kia. Bên kia. Đấy, nhưng mà cái đòi nhà đó sập rồi. Là đất đó là đất nhà, ở nhà đậu ông nội. Chứ không phải là đất của vợ chồng. Ui sao mà khổ thế. Nghe mà thương quá trời. Để cho con bỏ trong được. Rồi nhà mình có đất đai ruộng đất gì không? Hay là chỉ có một đất nền vậy thôi? Tôi cũng còn 1-2 công mà. Cho con hết rồi. Sao mà khổ quá vậy trời. Cho con hỏi là khi mà bé mà giấu gia đình đi làm như vậy đó, rồi khi mà xảy ra cái sự việc đau lòng đó là ai báo cho gia đình biết? Người bạn nó gì đó, nói bạn trai bạn trai bạn, người bạn trai của Diễm chở Diễm đi làm hàng ngày đó, là người bạn trai của Diễm báo cho Lượng, tức là người anh họ của Diễm biết được. Sau đó Diễm, sau đó Lượng mới thông báo cho gia đình, phải không cô Mười? Nó là như vậy. Tại ngày hôm đó là Lượng là người trò chuyện trực tiếp với con tại bên nhà xác đó. Tức là người anh họ của bé Diễm đó quý vị. Vừa chờ chút xíu nữa là quý vị sẽ gặp Lượng cũng về trong chuyến xe luôn phải không cô? Nó về rồi, Lượng nó về tới rồi. Nó về trước, nó về tới rồi. Nó về trước, nó về tới. Tức là người chưa giờ liên lạc của Huy đó Quân. Đúng rồi. Nó về tới, nó chút nó xuống tới giờ. Đáng lý là sáng nay á là con sẽ ghé bên 10 trước. Sau đó con mới ghé bên bên Sóc Trăng. Nhưng mà tại vì ở đây cũng gần nhà bạn con á nên con ghé 10 sau, nhưng mà con cái buổi chiều mà con ghé đây con thấy cái khung cảnh cái gia đình của mình con thấy khổ quá. Mười ơi, chú Mười ơi, tại ông nội cũng nói là nhà có 10 anh chị em phải không nội? 12. Tại vì ba của bé Diễm là thứ Út rồi. Ba Diễm Út. Cô này thứ 10, vậy là còn một người nữa. Ba Út ha, Út ra đây. Phải. Tôi là 8, 7 tuổi bằng trai. Ba má rồi. Tôi tới ba Diễm là tới nhỏ em gái, rồi mới tới thằng Út nữa. Mà Mười à, con nói Mười nghe cái này nè. Mười phải cố gắng nha. Chút xíu cháu nó về đó, là cái khoảnh khắc đó, cái thời điểm đó, con biết là cả nhà rất là đau lòng, nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nghe Mười nha. Con biết là lúc đó thực sự là cái khoảnh khắc thời điểm đó ai cũng đều đau buồn. Không phải là một mình Mười đâu, thậm chí bản thân con cũng như là anh em đây là người ngoài cuộc thôi. Mà con chỉ nhìn thấy được cái khung cảnh, nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy câu chuyện của nhà cháu. Thực sự nói con còn không kịp được nước mắt mà Mười. Nhưng mà Mười cũng phải cố gắng nha. Nghe Mười nha. Mười khóc sáng giờ. Ôi trời ơi, thương quá quý vị ơi. Hai đêm ra đi, không ngủ miếng nào chứ. Không ngủ luôn. Không ngủ. Từ nhỏ đến lớn là Diễm ở bên cạnh người suốt mà. Rất là mến. Thì không mến tay cũng mến chân mà quý vị. Nhỏ nó không có cần mẹ nó, không cần cha nó. Con ở với Mười, con không có gì cha con. Cha nó không chịu, cha nó về ngủ với cha ăn đêm đi con. Nó khóc lên, khóc xuống luôn, nó không chịu. Bây giờ không ngờ chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ đi làm mà ra vậy chắc Tết nhất rồi mới về ha.
Tết, Tết mới về, Tết mới cái gì à? Tết rồi mới về hả? Thôi mời, mời cố gắng lên mời nha. Thôi mời, thôi anh em cho mời nghỉ ngơi đi, nãy giờ mười xúc động lắm rồi. Dạ thì cả nhà, hồi nãy giờ cả nhà cũng xem rồi đó. Thì đây này cả nhà, cái ghe này nè, cái thuyền này nè là đã được khinh ra rồi cả nhà, khinh từ ở phía phía con kênh này nè, đã được khinh ra phía bên ngoài ruộng rồi. Thì tí xíu nữa coi như là cái ghe này sẽ là cái nơi mà sẽ là đẩy em từ ở ngoài lộ nhựa, từ ngoài lộ dầu á, từ ngoài lộ dầu đẩy em vào trong cái ghe này cả nhà. Đây là cái ghe mà một tí xíu nữa thì em Diễm sẽ coi như là sẽ được đẩy phía gia đình, sẽ lặn, sẽ cũng như là xuống dưới ruộng nè, xuống dưới ruộng rồi đẩy em vô. Thì thực sự rất là thương cả nhà. Nếu còn bây giờ là đường sình, mới mưa một tí xíu thôi mà đường nó sình, đi anh em phải coi như là phải săn quần rồi lên đi, còn chợt lên chợt xuống nữa chứ huống chi mà tí xíu nữa mà dắt vô. Dạ thì bây giờ Hải cũng xin phép được kết thúc video clip, và Hải cũng xin cô chú anh chị mình một lần nữa rằng là hãy ủng hộ cũng như phát cái tâm thiện nguyện của cô chú anh chị ra, nhín nhúc một bữa ăn sáng, một ổ bánh mì, một ly cà phê để coi như là hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của em Diễm, để cho gia đình lo cho em Diễm được một cái đám tang nó được trọn vẹn, và mong sao cho vong linh, linh hồn của em Diễm ở nơi chính suối sẽ được yên nghỉ. Dạ thì một lần nữa, Hải cũng xin phép cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã dành thời gian ra xem video clip này của Hải nghe. Thì cả nhà mình nhìn thấy nè, ôi cha ơi, coi như là đường sình ở dưới ruộng á, thì coi như là nước linh láng luôn. Đó, tí xíu nữa là coi như là bỏ em xuống dưới cái thuyền, xong rồi đẩy từ ở ngoài lộ đó, cách đây là khoảng 500m đẩy vô. Chứ còn hồi nãy lúc Hải tưởng là sẽ đi vô đường cái đường kênh bên này, nhưng mà kênh bên này cả nhà thấy không, ở khúc ngoài kia thì còn thấy, chứ còn mà vô trong này rồi coi như là ba cái lục bình đồ là coi như nó bít đường rồi, không sao đẩy được, chỉ có thể là đẩy lên đường ruộng thôi. Đẩy đường ruộng xong rồi coi như là cho em lên ở phía sau bên hông hè. Dạ cho em lên bên hông hè để coi như rằng là, tại vì Diễm là phận là cháu, mà trong gia đình á lại có người lớn nữa, có ông nội đó, rồi còn tới cả chú rồi mấy bác nữa, rất là nhiều. Nên á là theo cái phong tục ở dưới này á là không thể nào cho em đi lên đường ở bên kênh được. Nếu kênh này lên thì cũng được đó, nhưng mà kênh lên á thì coi như là nó sẽ đi thẳng vào nhà, đi ngay cái cửa nhà đó, thì điều đó nó không nên đó. Tại vì em còn quá nhỏ mà chết trong cái sự việc đau lòng như vậy nữa, thì thật sự là rất là không nên. Nên là gia đình đã quyết định là đưa em đi vào cái đường bên ruộng, rồi cho em lên bên hông nhà ở luôn. Đó là cái bên hông nhà coi như là sẽ là cái nơi làm cái đám, và cho em nằm tạm ở đó 2 đến 3 ngày, sau đó thì mới đưa em ra nằm kế với bên bà nội, là cái nơi mà em Diễm sẽ được yên nghỉ một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Đó là những cái mà Hải cập nhật và chia sẻ gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị, các vị khán thính giả. Mong rằng là tất cả các cô chú anh chị và các vị khán giả sẽ phát cái tấm lòng thiện nguyện của mình ra để hỗ trợ giúp đỡ cho phía gia đình. Dạ con chào cô. Dạ nãy giờ con nói con quên. Dạ mình đây là bên hàng xóm hay là người thân của Diễm? Người thân. Dạ người thân ha. Dạ vậy con, cho con xin phép con hỏi rằng là mình là thứ mấy để con biết con xưng hô ha. Thứ hai. Chị bà con với Diễm mắt đó, người mắt đó. Dạ vậy là mình là chị bà con. Dạ thì mình ở gần đây không gần chị ha? Ở dưới đó đó. Dạ rồi, mình ở dưới đây đi đây hen. Dạ thì khi mà gia đình mình hay cái tin này á thì chắc em nghĩ là ai cũng rất là bàng ai hoàng, cũng buồn bàng hoàng, đâu có không có tin vô cái sự thật mà chị như là tính là em mình nó cũng chạy thoát rồi, chứ không có ngờ rằng là nó chị. Dạ. Cũng buồn lắm mà hổng gà như mất công chuyện, không có đi xuống đây được, cũng điện hỏi thăm
chú vậy đó. Dạ. Mà ổng cũng như là bây giờ ổng cũng không có còn con cái gì đó, ổng không nói chuyện được lâu nên dạ. Bữa nay rồi nghe tin em nó chiều nay mới về cái gì nè rồi mới dạ. Xuống đây. Thì theo gia đình chia sẻ thì tầm khoảng 6 đến 7 giờ á, 6 đến 7 giờ thì coi như là em mới về, thì đang trên đường về luôn. Thì xe thì cũng rất là nhanh, rất là nhanh luôn cô. Thì con cũng không biết nói thế nào mà cái câu chuyện này của em xảy ra, và khi mà xuống trực tiếp gặp phía gia đình á thì thực sự con rất là đau lòng. Đau lòng ở cái chỗ rằng là gia đình không có một cái cục đất lặng lưng luôn. Thì đó, ở đây đó. Cũng nghèo khổ không à, rồi đi mấy đi mê lên thành phố mà vậy đó đang kiếm tiền. Hồi đó hai chồng cũng lên chợ mà mằng như hồi đợt dịch bệnh đó. Dạ. Về đây cũng vợ chồng con cái về đây không có đi nữa. Dạ. Còn người chú thì chú với thím gia đình thì còn ở chợ làm. Dạ. Rồi em nó làm thì mình cũng không có biết là làm ở đâu, nó làm công ty vậy đó. Ừ, mà không biết hen. Là không có ngờ nó làm ở trong đó. Thì chắc rằng là em cũng muốn giấu gia đình. Thì đó chắc mới làm có mấy hôm mà là hả? Xảy ra cái cớ sự này luôn, chứ không phải là em mới làm lâu, em làm mấy hôm thôi. Gia đình cứ nghĩ rằng em mới làm đang làm ở công ty xí nghiệp nào đó thôi, bên điện điện cuốn á, điện quấn á. Như là hồi đó là có ấy là nó đi làm ở công ty mà dây điện đó thì đó. Dạ. Thì bên gia đình nãy con gặp á là gia đình cũng nói như vậy, đâu có ngờ là nó em mới làm trong đó. Đó thì cũng vì là muốn kiếm tiền, thì đó muốn kiếm tiền, muốn lo cho gia đình, cho cha mẹ, cha mẹ, các em, đó. Thì bây giờ gia đình khó khăn quá trời quá đất rồi, và không, con không biết rằng là em Diễm mình ở nhà mình là em mới học hết lớp mấy hả cô ha? À, không biết, cái đó không gần để đứng xích gà đi. À, kiến hen. Dắt á. Ủa, con dắt hả? Đây có dắt luôn đó hả? Đây có dắt. Trời đất ơi, vậy tối nay sao mà biết sao, cô không, biết sao mình không? Đi cái đường này cô không có sao mà. Tối nay á là đưa em ấy là đi cái đường đi cái đường ruộng mình đây nè. Đi lỗi đường ruộng không sao. Có dắt không? À, không? Có dắt có đĩa không? Có đĩa không? Thì giờ ở dưới đây bớt rồi, ít rồi. Rồi có dắt có đĩa là nó cắn mà chết luôn á. Con ở trên Sài Gòn đứng xuống là theo cái câu chuyện này luôn đó. Đó dạ, cũng muốn chia sẻ cái thông tin này lên. Dạ. Thì cô mình ở đây là mình làm cái công việc gì để lo cho cuộc sống của mình hay cô? Đây thì tôi cũng vợ chồng thì ai mướn gì làm nấy. Dạ. Như tôi làm bây giờ cũng đi làm mực á, cũng bắp bên. Bây giờ mực mà hàng thì hàng quá chưa có nữa, giờ thất nghiệp rồi. Làm thì cũng ba cọc ba đồng, ngày cũng vài chục ngàn vậy đó. Rồi yeah. Tới tuần mình lãnh tuần chứ không có lãnh tháng. Yeah. Rồi nhầm khi hàng nhiều thì mình làm được tuần cũng 700-800. Yeah. 800-900. Bây giờ tuần có 400-500 ngàn à. Thì cũng đắp đổi vậy đó. Dạ. Yeah. Mình đủ sống không? Thiếu cái dạng mình thiếu trước hụt sau thì không ấy. Còn như sống thì nó cũng bây giờ với mấy chú xuống đây nè. Dạ. Có cái đổi lợi như là muốn gợi ý gì nè, không biết là có giúp được không thì nữa, có giúp giùm thì giúp. Có đứa con gái sau này là như thôi cha nó rồi. Dạ. Nó còn nhỏ thôi ở với bà ngoại. Rồi nó giờ nó bệnh tim, đang nằm bệnh viện ngoại, anh hổm gà nó nghe nhỏ này bệnh nè con Diễm nè, rồi ấy nó sốc lớn quá nó bị xỉu hoài hả. Dạ. Thì cái đó là để sau để có cho cô chú hỗ trợ giúp đỡ cho bên em, cho bên nhà của Diễm để lo cái ma chay cho nó đàng hoàng đó. Đó xong rồi thì bên đó thì tụi con sẽ thực hiện cái chương trình ghi hình sau cô hen. Dạ, dạ. Dạ. Cái đó như ở đây sẵn như mình nói tiếp. Dạ 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 rồi. Con hiểu mà. Rồi cái mình ở đây vậy là coi như là gia đình mình là có mấy người của bên cô á? À, bên gia đình vợ nó ở trong nhà thì có ông ngoại, bà ngoại nó với cậu nó với hai đứa con. Tôi thì cũng có chồng riêng, là sau này cũng nghèo á mà. Dạ. Ở riêng cũng cặp bên không có giúp đỡ gì, con cái vợ nó bệnh vậy đó. Rồi bây giờ người ta kêu thôi giờ đi mổ ấy này kia, nói giờ có tiền giờ đợi tới như là nếu mà con nó sống mình được giờ nào thì hay, chứ giờ tiền đâu có ăn, không đủ ăn nhầm kiếm. Dạ, có vậy gạo là tính nữa. Ra là bên cô thì cũng có là con
đó, có cháu là cũng đang bị mắc cái căn bệnh tim, mắc gì đó, đó là gọi là có cùng bằng tuổi với Diễm không cô? Lớn hơn, tại vì nó 19 rồi. À lớn hơn đấy hen. Dạ, thì thực sự là bà con ở dưới quê của mình á, thì cái mà để kiếm được cái thu nhập á, làm ruộng nè, rồi cũng như đi một cua bắt ốc, thì cái thu nhập nó cũng bất bên, nó cũng không có ổn định lắm. Thì nó cũng bệnh mà giờ nó đi làm với tôi đó, rồi nhầm dạ. khi nó cũng ginh nặng, rồi làm 2-3 ngày là nó mệt, là nó nghỉ, công ty dạ. nói nào ngay, người ta cũng thương, nhầm khi người ta giúp đỡ tiền được rồi á, nó bệnh, nó xỉu đó. Dạ. Rồi trên công ty vòng vòng, chị em đồ cũng hỗ trợ cho được vài triệu, đặt đi cho nó chích thuốc, chị bệnh này kia vậy đó. Dạ. Rồi người ta cũng nói đâu lên cái vụ cái này nè, dạ. nói trời ơi, em đâu biết đâu mấy chị ơi, giờ thì sẵn đây như dạ. dạng cũng nói dạ cũng mong rằng là cô chú anh chị các mạnh thường quân xem được chương trình của tất cả các anh em ghi hình, thì cũng mong cô chú anh chị mình phát tâm thiện nguyện duyên lành để hỗ trợ giúp đỡ, trước tiên là hỗ trợ giúp đỡ cho bên gia đình của em Diễm để lo cái hậu sự an táng cho em ấy được thuận tiện chức đó, để cho vong linh vong hồn của em được an nghỉ nơi chính suối, thì sau đó thì có thể có cái duyên lành là sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bên gia đình của mình, tại vì của mình cũng là bà con ở bên của em Diễm hen, mà hiện tại bây giờ là coi như là đang mắc mỗi căn bệnh tim, thì cái đó thì chi phí là khoảng bao nhiêu vậy cô hen? Thì mình cũng không biết, cái đó là như là bây giờ người ta kêu là đi như bác sĩ đi ra thì nó xỉu hoài à, cũng không biết căn bệnh gì. Rồi bây giờ có kết quả chưa, có kết rồi quả chưa? Kết quả là đi ra nhà thương á, là dạ. người ta mới nói bây giờ em nó bị tim vậy đó, dạ. rồi bây giờ đi chữa trị là cũng khoảng vài chục triệu. Ôi trời ơi. Đó, giờ thì bác sĩ như giúp đỡ cho nó hết đau, giảm cho nó khỏe mạnh thôi. Chừng nào mình có tiền mình đi thì mình nói vậy đó. Chứ bây giờ mà ba cọc ba đồng này nghèo khổ đâu có tiền. Dạ, rồi bên gia đình mình có cái bảo hiểm y tế như cho em là hôm đó người ta nó bệnh vậy đó, rồi người ta thấy như không có cha vậy đó, tôi thì có chồng khác thì không có giúp đỡ được con, rồi người ta thấy vậy chị em mới xúm lại mua cho cái bảo hiểm đặt dạ. cho nó đi trị bệnh. Bây giờ rồi giờ em á em nói vậy là ở với ai? Ở với bà ngoại, với ông ngoại. Như bà ngoại, ông ngoại tức là thương tâm luôn rồi cũng đâu có mặn gì được. Hồi đó ông già thì ổng cũng mới bệnh tai biến đây nữa nè, ổng đi dạ. xích sụi vậy đó. Trời đất ơi, cũng vậy đó. Rồi người ta có mấy kêu đó là nếu mà có gặp vậy đó rồi dạ. nói đi, rồi có người ta giúp được đó, thì giúp cho nó, còn không ấy thì thôi. Cái này là mình sẽ là tùy duyên hữu duyên. Dạ duyên thì bây giờ con hỏi này xíu nha, mình có thể gửi khẩu trang ra cho cô chú anh chị có thể gửi luôn, lấy ra luôn hen. Nãy giờ con cũng quên đó, để cho các cô chú ông bà xem cái gương mặt của một người phụ nữ tảo tần làm lụng rất là vất vả để coi như là chăm lo cho cuộc sống gia đình, nhưng mà coi như là về mà cái người mà chồng của là cha của con của cô á là còn không hay sao? Là lâu rồi cũng không có gặp nữa, tại vì hồi đó thôi là mới con gái mới có thôi nôi giáp thôi nôi vậy. Vậy là lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Rồi mười mấy năm rồi, rồi dạ. không có gặp cha nó nữa. Rồi thì bây giờ thì có chồng khác, thì có đứa nhỏ, có chồng riêng đó là được đứa được 12 tuổi. Dạ. Thì coi như là cái duyên mà gia đình á, thì coi như đến đó thì không có đi theo với nhau lâu dài á, thì cái đó là duyên thôi, duyên phận, mình cũng không có trách móc gì được ai hết. Dạ thì cái đó là cô đừng buồn hen. Dạ còn mình đang thương là thương cho thương đứa con là đứa giờ, con đứa em á, mình mẹ mình cũng thương, mà tiền bạc á thì mình không có, thì mình không có dạ. giúp được. Cái này em này là sao? Cháu hả? Con có người cậu. À dạ thì qua cái chương trình cũng như qua cái là giống như là cũng là hữu duyên. À, con đang đi ở ngoài, con đang đi trong đám đi ra thì coi như là con phớt ngang con gặp cơ thì con mới hỏi thăm đó, thì con biết được cái tình trạng gia đình của mình, thì để sau sau đám của em đi, sau đám của em Diễm đi, thì
nếu mà được cái sự hữu duyên của các mạnh thường quân đó thì con sẽ có một cái chương trình nó hang đến coi như là bên gia đình của mình trước đó, rồi có thể gì là mình gặp rồi con có thể ghi hình nó cụ thể hơn và trao đổi, cái như hôm nay là video gọi như là chia sẻ ngắn cho cô chú anh chị mình hiểu sơ về cái câu chuyện và cũng như là cái bệnh tình của em đó, mà bị tim, nhưng mà con đang còn thắc mắc là nó đang ở cái loại bệnh tim là như thế nào á, cũng chưa bác sĩ chưa có, tức là tại vì mình đi nhà thương nhỏ mình thôi, mới đi sao đường nhỏ thôi đấy hen, không có dám đi nhà thương lớn mình tốn tiền, là sợ là chứ không có đủ tiền đó hả, không có đủ tiền á, trời không có dám ơi. Đưa con đi nhà thương lớn, nếu mà ví dụ đi mình ấy cũng phải vài triệu bạc chứ mình ấy hết rồi, giờ không có gia đình eo hẹp vậy đó. Dạ. Rồi giờ con mình mới nói vậy thì chịu gắng chịu vậy thôi mày. Thương ghê á. Dạ, mong á các mạnh thường quân với chú bác rồi đó có giúp đỡ được á thì giúp giùm gia đình. Dạ thì con cũng mong muốn rằng là sẽ nhận được cái sự hữu duyên ha. Dạ thì khi nào mà có được cái tấm lòng vàng bác ái mở cái lòng của quý mạnh thường quân hữu duyên với gia đình của mình thì con sẽ liên hệ đến với mình ha. Tại vì hiện tại bây giờ là đang cũng lu bu, cũng muốn cô chú anh chị giúp đỡ cho bên gia đình của em Diễm để lo cái hậu sự cho em nó được cho nó yên tâm yên ổn, mục đích là cho em cái ra đi nó được thanh thản, chứ giờ thì trong nhà còn lu bu đủ thứ ở trong hết đến chỉ còn khoảng tầm có vài tiếng nữa thôi à, là coi như là em được đưa về nó, mà trong phía trong bây giờ mọi chuyện nó còn rối hết trơn á, âm ra là cũng rất là khó nên con cũng không có ghi hình ở phía trong nữa, chỉ cập nhật một vài thông tin sơ để cho cô chú xem và biết đó, thì từ sớm mới giờ con cũng kêu gọi được một ít đó, thì cũng mong rằng là qua chương trình này gia đình của cô thì cũng sẽ được sự hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân giúp cho em đó, để coi như là sau đó thì có thể rằng là con sẽ giúp cho là sẽ đi bệnh viện lớn để coi kết quả là em ấy bị bệnh tim, nhưng mà cụ thể là bị tim gì, bị bệnh hở van tim hay là tim như thế nào đó, thì mà nó phải sau đó thì sao? Mới có cái hướng, cái sơ đồ trị bệnh của bác sĩ thì mình theo từ cái đó mình mới biết được cái hướng hen con hen. Dạ thì bây giờ cô vào phía trong đi, cô vào trong đám đi hen. Dạ cô chú anh chị với mấy cháu rồi đó, rồi dạ. Ủng hộ được thì giúp được thì giúp giùm, cảm ơn. Dạ 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 rồi, dạ rồi cô vô đám hen. Dạ con chào cô. Dạ dạ thì đó là đây là cái chiếc xe của cô nè cả nhà, cái chiếc xe của cô đi đến đây là bằng một cái chiếc xe đạp đó cả nhà. Rồi ôi cái phía trời ở bên xa kia kìa là coi như là chuyển đen trời hết trơn luôn cả nhà, chuyển đen hết luôn một vùng trời luôn, mà tí xíu nữa coi như hả mưa lớn á, mà đưa cái thi thể của em mà từ ở ngoài lộ nhựa mà đi vào trong cái đường ruộng này nè, thì hãy nói thật sự là cả một vấn đề luôn, chứ đừng nói chi mà đi qua cái con đường đất nhỏ xíu xíu như thế này, mới mưa một tí xíu mà coi như là nó trơn luôn cả nhà, rất là thương luôn. Thì hãy cũng xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây, cũng xin cảm ơn quý ông bà quý cô dì chú bác quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã dành thời gian ra xem clip này, và hãy xin kính chào nha.